đây nè. À, chay giờ qua đây là đi ăn ăn dâu liền nè cô chú nè. Đi, cô chú ngồi với chay đi. Chú ngồi với chay đi. Trời ơi, đây mới. Ok. Ngọc cắt strawberry cho đó, cái đó nó đưa lại cho con Su. Cái con Su quay mặt đi chỗ khác, cái nó nói mẹ mẹ con nghĩ là con Su nó không có thích ăn, không thích ăn gì qua này. Dâu. Còn hỏi lý do sao nó nói tại vì con đưa cái là nó quay mặt nó đi. Trời ơi, đi lết theo con Su vậy. Trời đất ơi. À, bà ngoại đóng cửa lại cho con Bella đừng ấy hả. Đi vô đây. Em mẹ mở cho, đẩy vô. Đúng rồi. Rồi cái mẹ nói thôi Su. Su con đóng mẹ lại, mẹ đang đi mà con đóng mẹ. Rồi, ok. Cái Ngọc nói hả? Thôi Su nó không ăn thôi, cái nó nói không, con chỉ muốn share cho Su thôi. Oh, strawberry. Really good, right, Jadie? Yeah, it's tasty, but it's tasty, but chù bữa nay bà ngoại nghe nó nói chuyện thôi luôn đó, làm dữ lắm. Ừ. Rồi không ăn nữa con, không ăn nữa, lấy cái khác, lấy cái khác, cái mà đã rơi xuống đất rồi mình không ăn nữa. Ừ. Nó quá ăn dâu lắm. À, Su nó ngồi mẹ hả? Bao lạ ngồi mẹ. À, nó đi rồi. Qua ngoại chơi vui không? Hả? Nó tên Su, Su. Nó tên Su. Kia là con kêu là Su mập. Con kêu là Su mập, Su mập ta. Kia là Su mập đó không chịu hả? Yeah, you're hurting Su's feelings. Hồi đó bác nhớ, bác gái nhớ con kêu Bella làm là heo không? Là heo ơi là heo. Ừ, cho mừng là heo không à. Hả? À, để mẹ lấy cho con cái tờ cánh giấy mới chứ đâu có gì đâu. Đâu sao nó nói ngoại có nó kêu có bê bờ thao được không? Yeah. Ngon con. À, mày không có giục nữa, chút mày lấy cho con cái khác nha. Còn Su cũng ngồi buồn như vậy. Trời ơi, kêu Su mập ngồi buồn hả? À, kêu Su mập ngồi buồn hả? Mom sẽ ok. Ok, mày ngồi với Su nha. Trời ơi, nó thích puppy lắm bác gái ơi. Nó thích puppy. Thích puppy. Su su. Trời ơi, lôi nó tới ngồi sát bên Su á. Ui, yeah, I really love puppy. À, con rất là yêu chó đó. Ăn đi con, ngon ăn đi con, ăn hết luôn cho. À, cô cho mẹ ha, chút. Ui. Ôi da, ngon, ngọt ngay. Cái nào nó tiện nhất à? Gì à? Gì à? Well, this tastes like apples. Đúng rồi, không ngon, không ngon. Không ngon, thôi nhả ra đừng ăn con. Daddy, can you give her a napkin, please? Sure. Gì? À, con mới cho rồi đó. Ăn ở đâu nó, ăn đâu nó tiện nhất là được rồi chú ơi. Đâu có gì đâu. Mà ăn ngoài kia là mất công mình dọn bàn đâu phải không? Ở đây thì mình... À, con đưa cho con Su hửi hả? Nó không ăn đâu, đừng có đưa cho nó hửi. Nó tùm lum hết, ôi sao nó nói thôi. Giờ nó là đỡ không nổi đâu. Just open it, just open it. I pull in the hat. Trời ơi, coi thương ghê chưa cô chú. Chuyến này là không có gây lộn nhau nữa đâu.
Chiến này là chay thương lắm á. Chay 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 lớp puppy mà. I told you mommy. Ừ, sao con? I did told you, remember? À đúng rồi, con nói mẹ là con thích puppy, đúng rồi. Mấy cái màn ở bên Florida của con mới mua con giống mấy cái á. Đi quên mua. Chay, chay bây giờ mẹ hỏi con nè, căn nhà của bà ngoại với căn nhà ở bên Michigan với cái căn nhà ở bên Florida, con thích căn nhà nào nhất? Ờ bà ngoại có kẹo nhưng mà con thích nhà nào nhất? Con thích nhà nào không nói đi. Con thích nhà nào nhất? Con thích nhà ngoại có kẹo nhiều nhất phải không? Hả? Ừ, hứa nữa. Nó ngừa hứa nữa, nó thích nhà ngoại có kẹo nhiều nhất, nó ừ hứa. Bài lớp này bông. À, cái su nằm trên bụng con, lên chân con hả? Nó lớn lên thích chó lắm này nè. Yêu động vật lắm này nè. Ôi, con chỉ cho su con. Ôi trời trời trời, hung luôn. Trời ơi trời, dữ trời. Thôi đừng có hung thiên, nó có miệng chi. Trời, nó nói làm su không có. Chay ơi, chay ơi. Ôi trời đất ơi, chịu đời không không. Đúng rồi, con hung ở chỗ này nè, hung như thế này nè. À, hung rồi, ừ, hung rồi. Ừ, đẹp hả con ha. Ừ. Ghê mà coi. Nó nói mẹ nhìn cái bức tranh ở nhà của ông ngoại kìa. Đẹp ghê không? Mà người ta vẽ làm sao vậy? Đúng rồi. Mà con nghĩ người ta vẽ bằng cách nào? Người ta vẽ bằng nhiều cái màu sắc khác nhau con. Nó khó vẽ lắm hả bác ơi? Khó vẽ lắm ạ. Đúng rồi, chút nữa mẹ dẫn đi Target mua đồ về vẽ nha. Đúng rồi, hồi bữa đi qua đây mình có mua đồ chơi mà. Đúng rồi. Bây giờ tiếng này nó qua nè. Quá trời luôn. Này nói dữ lắm nói. Con sorry ai? Con nói đi, con sorry ai? Sorry ngoại. Thôi tối nay cháu ngủ với Su đi cho rồi đi. Nó cái phòng con Su đó. Phòng Su đây nè. Ờ đúng rồi, con ngủ ngay chỗ đó. Đúng rồi, cái ba đứa ngủ đó luôn. Rẻ, đúng rồi đó. À chút nữa mẹ lấy cho con cái mền. Ok. Đó, thấy chưa con nào giờ con quên ăn cái vụ mà cái trái chuối này phải không? Chuối này ngon nhất luôn á. Ủa? Ủa là sao? Rồi bây giờ mình làm mấy đút con ăn nha. Ok, để mấy đút cho con ngồi chơi với Su đi. Rồi cắn miếng Su đừng có ăn của em nha. Đúng rồi. Nó chạy lại, nó nói bà ngoại ơi, có ăn ai quan banana nè, à? Con muốn ăn chuối. Bằng nhà bà ngoại thì hả, ít có chuối. Means this is bright yellow just like your car. À, màu này màu vàng giống xe mẹ hả? Hay ghê, dòng sống hay dữ rồi ta. Ăn miếng. Đúng rồi, cái chuối này nó ngon hả con ha? Chuối này nó ngon, cái chuối dài á. Su ăn không Su? Rồi nó nằm nó vẽ nữa nè cô chú nè, qua tới đây nó vẽ được bấy nhiêu đó rồi cô chú. Rồi ôn chay mình ăn hết trái chuối này là thôi luôn á. Tình ơi xin ngủ yên luôn á. Đây nè, à, cắn miếng nữa con, cắn miếng nữa. Không, cắn miếng rồi trò, lẹ lên, cắn miếng đi. Cắn miếng giùm cho mẹ, lẹ lên. Cắn miếng rồi vẽ, lẹ lên. 1, 2, 3, âm. Đúng rồi. Ôi ngồi mẹ không có cần con ăn hết, con chỉ cần ăn nửa trái chuối này giùm. Cái trái chuối này chứ nó bổ lắm nghe thấy nha. Chuối này bổ lắm á. Con nghĩ là chú này bổ một chú già luôn á. Chú nó tốt. Tốt á. Để chừng nào chín chín đó cái mình. Cái đó là cái biết gì không con? Đồng hồ quá con. Đồng hồ nó báo thức là tới giờ rồi ta phải dậy đi thôi. Là tới giờ rồi ta phải dậy đi thôi. Cái con vẽ gì ạ?
Hả, con gì? It's the princess. À, con dễ, công chúa à, công chúa no, gì? No, it's pretend to be, it's pretend to be that color. Ồ, vậy hả con? Mà sao công chúa gì mà không có thấy mặt mũi công chúa gì mà công chúa gì con vẽ tùm lum quạch trong luôn. À, trời trời trời. Ra đi về vậy à? Phải ra đi về không? Có phải chú Năm về không ta? Đúng. Trinh Su chắc nó nghe giống như chú Năm về cái nó sủa. Look, no one behind him. À. Phải chú Năm không? Yeah. Yeah. I know it's not chú Năm. Con biết không phải chú Năm à? À, nó nói chú Năm mốt qua hả cô chú ông bà nó mẹ dạy nói hổn nữa nè. Ừ, nói hổn không chịu, con kêu bằng ông ngoại Năm về mẹ cái chơi ơi. Ông ngoại Năm, kêu ngoại Năm tại I'm vì busy. Trời ơi, busy rồi, nó bận rồi, nó không có kêu được. Ừ, con kêu I'm vậy busy. Con kêu vậy cái cô chú ông bà, ông bà cô chú nói mẹ là không có biết dạy con đó, nó kêu hổn đó. Nó bắt chước theo mình kêu đó mà. Giống như hả con bông con của con Hiền đó. Nó kêu cô Sáu, bà ngoại nó bằng cô Sáu. Ừ. Này hả? À, để lên. Mẹ đập con ha, mẹ đếm từ 1 tới 3. Đúng rồi, ăn cánh mạnh vô, đúng rồi, giỏi. Đang ăn không có hung su nha. Đang ăn được hung đó con. Hung nó ăn hết đồ ăn của con. Tối nay con ngủ đó với nó phải không? Ok. Giường này dữ à. Ờ, bạn ngủ ngay chỗ đó cái couch hả? Rồi sao con làm sao? À là mẹ nằm ngủ vậy hả? Trời ơi chân nó dài. Chân nó dài kìa. Chuyện dài ghê không? Mom, I'm almost hot. Ờ, con sắp cao rồi, đúng rồi. Hồi nãy con qua bên kia con gặp được, con giao lưu được bạn mới hả? Chút nữa rủ Mona qua đây chơi. Bên nhà Mona, bên đối diện có chị Mona. Chút nữa rủ chị Mona qua chơi, hoặc là con qua con chơi với chị Mona. Chị Mona đó chỉ nói tiếng Việt dữ lắm á. Con dở hơn chị, con không biết nói tiếng Việt. Mẹ con không biết Mona đi, chắc giờ chưa về bác á hả? Chưa đâu con, Mona chưa về đâu. Nó về là không biết con ở đây lãng qua liền à. Hả? Chưa về con. Thôi mệt quá. Con ăn hết trái chuối đi, bạn cho qua chị Mona. Chị Mona chỉ nói tiếng Việt hay lắm á. Trời, con nhỏng ra kiếm coi được đời không. Có được không? Chừng nào bên nhà kia mà con thấy có chiếc xe á thì mới đúng là người ta về, còn không có chiếc xe là người ta chưa về nha. Ngoại không có hát, bà ngoại không có hát, để im cho chay hát à. Ờ, nó chỉ gần, sắp gần thôi chứ đâu có xa đâu bà ngoại. Quá là dữ luôn. Nó nói mẹ nhìn kìa, con Su nó đứng lên kìa. Rồi đưa con lại chụp hình với Su ra, lại ôm Su chụp hình cái. Can I just picture him? À, gì con muốn chụp hình Su thôi hả? Con lại con đứng kế đó đi, mẹ chụp cho. Rồi đứng kế đó đi. Su đứng lên Su. Cười, xây chì nhìn mẹ nè. Nhìn mẹ nè. Rồi con trình mẹ đây say cheese. Chụp đàng hoàng á, chụp. No, that's another picture. Trời đất ơi. Rối không? Amazing. We are me.